Xin chào tất cả mọi người quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người đi khám phá ngôi chùa nổi tiếng nhất Đài Loan. Đó là ngôi chùa Phật Quang Sơn, nơi có tượng đồng lớn nhất thế giới. Ngôi chùa này nằm ở phía đông bắc thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Mấy con voi không đi từ trung tâm thành phố thì mất khoảng gần 1 giờ đi xe buýt. Nó bảo nắng rồi đây nhá, vẫn vui chưa? Ngôi chùa này thì được mệnh danh là kinh đô Phật giáo ở Đài Loan. Mọi người cùng mình người đông nước kim. Ngôi chùa này kiến trúc như thế nào nhá?恭喜恭喜，同一天的话，知道这边多多为大家祈福，把握难得的机会啊！
昨天老冷的，我们查到一个。是来了赵无天吗？赵无天呢？哎，等等，那天那没他们，我也没来得长的，你们有可能。Thank you.
Kiểu kiểu này này ngồi quanh Thank you.